Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một tuyệt tác từ Longines, mẫu đồng hồ Longines Conquest L3.676.5.87.7. Đầu tiên, hãy nhìn vào thiết kế sang trọng, tinh tế. Vỏ đồng hồ được làm từ thép 316L không gỉ và lớp mạ vàng hồng 18 carat kết hợp với đường kính 41mm tạo nên vẻ đẹp hoàn hảo. Hình ảnh bộ kim được ví như những bộ kiếm vô cùng sang trọng mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Mặt số xà cừ trắng được trang trí bởi 11 viên kim cương Westerton VS tạo nên sự lấp lánh và quý phái. Ở góc 3 giờ được đặt ô lịch ngày giúp các quý ông có thể làm chủ được ngày và giờ. Kính sapphire chống chảy xước với lớp phủ chống phản chiếu ở mặt dưới giúp bảo vệ đồng hồ và mang lại độ bền cao. Đúng chỉnh giờ vặn chặt tăng cường khả năng chống nước. Đồng hồ được trang bị bộ máy Calibre ETA 2892 mang đến độ chính xác cao và khả năng hiển thị giờ, phút, giây và ngày. Dây đeo làm từ thép không gỉ và lớp mạ vàng hồng 18 carat kết hợp với khóa gập an toàn 3 lần và cơ chế mở bằng nút nhấn mang lại sự tiện lợi và an toàn. Với khả năng chống nước lên đến 30m, bạn có thể tự tin sử dụng đồng hồ trong mọi hoạt động hàng ngày. Longines Conquest không chỉ là một chiếc đồng hồ mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp. Với sát mặt 39mm, anh em đeo thì phải gọi là cực kỳ phù hợp. Vừa rồi, các bạn đã cùng Đồng Hồ Minh Triệu khám phá chiếc đồng hồ Longines Conquest. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.